Nhân Trạch 21 giờ. Kênh thông tin chuyên sâu về các dự án hạ tầng giao thông và thị trường bất động sản tại Nhân Trạch. Được cập nhật vào lúc 21 giờ hàng ngày. Vốn nhà nước đầu tư vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu dự kiến 6.770 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết, dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đã được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 đến 2025. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia dự án bố trí qua Bộ Giao thông Vận tải dự kiến khoảng 6.770 tỷ đồng. Dự án này ban đầu được Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để xem xét chủ trương đầu tư. Khi xây dựng nhu cầu vốn cho dự án trong dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 đến 2025, Bộ Giao thông Vận tải không đưa dự án này vào danh mục. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gặp nhiều khó khăn vướng mắc Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 đến 2025 để bổ sung dự kiến nguồn ngân sách nhà nước tham gia dự án này. Tháng 12 năm 2020, Bộ Giao thông Vận tải được giao giả soát, cập nhật trình Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP). Bộ Giao thông Vận tải đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và phương án đầu tư cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. Cảm ơn quý vị đã xem clip của chúng tôi. Quý vị hãy ấn nút đăng ký và nút chuông để nhận những thông tin mới được chúng tôi cập nhật lên hàng ngày vào lúc 21 giờ. Xin cảm ơn.